Cuối tuần này vào ngày 28 tháng 7, Mazda CX-5 thế hệ 6.5 sẽ ra mắt khách hàng Việt Nam tại nhà máy Thaco Mazda ở Chu Lai, Quảng Nam. Hiện tại thì mọi thông tin chi tiết về mẫu xe mới này vẫn được giữ kín. Thaco chỉ cho biết Mazda CX-5 bản nâng cấp là sản phẩm thế hệ 6.5 của Mazda. Cụm từ thế hệ 6.5 lần đầu Thaco giới thiệu trên mẫu Mazda CX-8 và sắp tới đây là CX-5. Nhiều khả năng CX-5 bản nâng cấp sẽ được trang bị thêm các công nghệ hiện đại như CX-8, mà cụ thể ở đây là trang bị thuộc gói iActive Sense với tính năng như là ga tự động thích ứng, giữ khoảng cách với phương tiện phía trước, hỗ trợ phanh thông minh cả khi tiến và lùi, phát hiện người đi bộ hay nhắc nhở tài xế khi cầm lái quá lâu, hay có thể là Apple CarPlay, một tính năng mà không ít người dùng Mazda CX-5 chờ đợi. Mazda CX-5 hiện là một trong những mẫu crossover bán chạy nhất thị trường Việt Nam, cạnh tranh trực tiếp với nhiều đối thủ như là Subaru Forester, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander và đặc biệt là Honda CR-V. Do đó, việc nâng cấp Mazda CX-5 lần này cho thấy sự quyết tâm gia tăng sức cạnh tranh với đối thủ CR-V. Trong nửa đầu năm 2019, Mazda CX-5 bán được 6.160 xe, còn doanh số của CR-V là 8.104 xe. Mazda CX-5 hiện đang được bán với 3 phiên bản: 2.0 một cầu, 2.5 một cầu và 2.5 hai cầu, với giá dao động từ 899 triệu đồng đến 1.119 triệu đồng. Hiện tại thì Mazda CX-5 đang được áp dụng gói ưu đãi lên đến 100 triệu đồng, bao gồm 50 triệu ưu đãi về giá, 21 triệu đồng gói bảo dưỡng miễn phí và 29 triệu đồng gói phụ kiện. Còn các bạn kỳ vọng thế nào về giá bán cũng như trang bị trên CX-5 bản nâng cấp? Vui lòng comment bên dưới video của chúng tôi và đừng quên rung chuông cũng như đăng ký kênh YouTube của Auto Daily để có thể liên tục cập nhật nhiều thông tin thú vị hơn nữa.